truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tiếp tục hành trình cứu người. Đối với Thiên Chúa, chúng con là đầy tớ vô dụng của người. Đối với bản thân, ăn cây cỏ, mang hạt giống, buông bỏ. Đối với tha nhân, yêu thương cho không, bảo vệ sự sống. Đây là lời dạy của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, được các thầy chọn làm khẩu hiệu hành động trong hành trình cứu người, hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư đã và đang diễn ra hàng ngày tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hành trình đó được các thầy tiếp tục thực hiện, và cho dù xảy ra bất kỳ nghịch cảnh nào, đối với tinh thần và ý chí sắt đá, đồng thời được sự hậu thuẫn, nhiệt tình, giàu lòng bác ái, giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, ắt sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để lại là công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano, hay còn gọi là bỏ đói tế bào ung thư, để hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư từ cửa tử trở về. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mỗi sáng sớm bệnh nhân và người nuôi rất ý thức đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giữ gìn phòng khám trang nghiêm, sạch đẹp, khang trang. Nhiều bệnh nhân, người nuôi tự nguyện vận chuyển nước tinh khiết, quét dọn khu vực nhà chờ, các phòng của các thầy, tạo nên một bức tranh đẹp, đầy lòng bác ái, mối thân thiện, gắn bó mật thiết hơn, và những câu chuyện ấn tượng của từng người được nảy sinh tại mảnh đất linh thiêng này. Có những bệnh nhân đã đặt chân đến vùng đất này, và kể từ đó về sau, họ không bao giờ quên được, vì nơi này đã sinh ra họ một lần nữa. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin điểm lại một số công trình đã xây dựng hoàn thành gần đây, như là công trình bê tông đường vào khu vực nhà vệ sinh, chuẩn bị lợp tôn lối đi vào do gia đình cô Lượng Phạm tài trợ, công trình bê tông nhà để thùng nước, nhà xe và một phần sân trước của phòng khám do gia đình cô Trần Thị Chiên tài trợ. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy cảm ơn tấm lòng bác ái của hai gia đình cô Lượng Phạm và gia đình cô Trần Thị Chiên đã giúp đỡ nhiệt tình để phòng khám được khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới cũng đã tiếp nhận nhiều hồ sơ xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư của rất nhiều bệnh nhân đến từ khắp các tỉnh thành trong nước. Truyền thông Thành Võ cũng có dịp gặp gỡ tiếp xúc với những bệnh nhân mới. Mỗi bệnh nhân mang chứng bệnh ung thư, tuy nhiên mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Có người gia đình rất nghèo, khó khăn, có người rất khá giả, nhưng điểm chung ở họ vẫn là bệnh nhân, vẫn muốn căn bệnh ung thư không còn hoành hành đau nhức và được khỏi bệnh, từ ác tính sang lành tính. Chính vì điểm chung đó mà trách nhiệm của các thầy cũng nặng nề thêm. Đồng thời các thầy không có quyền phân biệt đối xử khác biệt. Ví dụ như bệnh nhân giàu thì chăm lo hết mực, còn bệnh nhân nghèo thì bỏ mặc cho họ để không lo. Đó là điều tối kỵ nhất của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường mà các thầy lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Mục đích là để tạo điều kiện chữa khỏi bệnh cho những bệnh nhân mang bệnh ung thư mà không phải phân biệt đối xử, không để cho họ có những ác cảm đối với phòng khám. Dạ, em cũng phát bệnh 3 năm mấy rồi, nhưng mà không có đi bệnh viện, chỉ là đi trị thuốc gia truyền á. Em đi đắp thuốc được năm mấy 2 năm đó, nhưng mà thấy nó cũng đỡ. Rồi cái đi hồi năm rồi đi Cần Thơ xét nghiệm lại thì giống như nó còn, bác sĩ nói là dạng còn li ti, là cái khối u đó mất rồi mà còn li ti. Rồi bác sĩ có hỏi điều trị nữa không thì vô bác sĩ mổ, thì em nói không, em ở nhà em uống thuốc nam, thuốc bắc vậy đó. Lý do tại sao mà không bác sĩ chỉ? Dạ giống như bây giờ đi theo con đường bác sĩ thì phải đi từ đầu, rồi bây giờ thì đi quá chị xài chị thì thấy cũng không có được kết quả gì mấy. Vết thương của chị nó nguy hành ấy không? Dạ không, lúc đắp thuốc đó thì nói chung là không có hành, tới giờ nó cũng không hành, không nhức gì hết. Dạ. Hoàn cảnh gia đình nói luôn. Dạ, hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi khó khăn. Khó khăn là dạ, cụ thể. Giống như giờ điều trị đi bệnh viện thì không có đủ tiền để điều trị. Bây giờ có nhỏ em nó chỉ lên Cha Tường nè, rồi điều trị thấy bao nhiêu người thấy hết rồi em đi theo. Ủa sao không tới đây sớm mà tới giờ mới tới vậy? Dạ cũng mới hay hồi trong Tết thôi à. Dạ. Tình cờ hay là sao mà hay? Dạ có nhỏ em gần nhà nó bị khối u não á, lên đây chị được 2-3 lần thấy khỏe, thấy đi tới đi lui rồi khỏe, rồi cái nhỏ em nó chỉ. Hồi Tết về cái đi thăm đó cái nhỏ em nó chỉ. Chị có thể giới thiệu họ tên với từ đâu đến không chị? À, em tên là Phạm Thị Phượng, em đến từ Đồng Nai. Cái bệnh của chị nó diễn biến như thế nào? Chị có thể... Em thì cái miệng của em nó bị đắng chắc cũng gần năm nay rồi, nó cứ đắng miệng hoài à. Thấy không uống nước cái là nó lại đắng miệng với nó có đờm nhiều. Cái cổ em thấy nó hơi to lên á. Cái này em đi khám bệnh thì em phát hiện. Rồi bên Tây Y nói sao? Bên Tây Y thì họ kêu em là mổ. Nhưng mà em không mổ, em tìm hiểu với biết với cha này có chữa bệnh yêu thương cho không thì em xuống đây. Xác định bên Tây Y là bệnh gì? À, xác định Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai. Rồi người ta kêu mình sao? Họ kêu mình là mổ. Rồi có mổ không? Dạ không, em không mổ. Em không uống thuốc gì hết, em không mổ. Nguyên nhân tại sao không mổ? Tự vì em nghĩ là mổ thì là nó cũng không hết mà nó vẫn phải uống thuốc theo dõi, cho nên em biết ở dưới này là cũng đã nhiều người xuống dưới đây mà chữa đã khỏi, nên em xuống đây em xin được chữa trị dưới này. Hoàn cảnh gia đình có gì? Nhà em thì kinh tế thì cũng ổn. Thì em thấy ở dưới đây chữa bệnh cũng nhiều người khỏi nên em tin tưởng em xuống. Có nắm rõ những các bác đồ nào? Em nắm rõ, em coi trên YouTube này em đã tìm hiểu em biết rồi. Là ăn uống như thế nào? À, thưa chị có thể giới thiệu họ tên với từ đâu đến không? Phạm Thị Bảo Yến ở Gò Quao lên Kiên Giang. Bệnh của cô như thế nào? U gan. Bên Tây Y có thể nói không có uống thuốc. Triệu chứng hả? Triệu chứng là đầy hơi. Đầu tiên nó ngăn ngực, không có ăn, nó không có tiêu. Xong rồi nó đầy hơi. Rồi sau đó bên đi khám bệnh viện nào? Hoàng Mỹ, Cửu Long, Cần Thơ. Rồi bác sĩ ở đó nói như thế nào? Chẩn đoán như thế nào? Thì nói là u gan cuối rồi. Rồi cái cách điều trị? À, nếu gia đình điều trị thì người ta chuyển qua ung bú. Mà đằng này không có đi. Đi hút thuốc nam với thuốc bắc. Rồi sao chị biết ở đây mà chị tới đây? Có người giới thiệu. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khóa hồng, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khóa hồng, 1.000 cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần, chiều thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Giồng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Giồng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Giồng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Giồng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.